Đây có con chim sống của ai này. Cụt đuôi nha anh em nhé. Nó rất ác luôn. Đuôi cụt. Quay ngược sáng. Giọng rất to con này. Mình để con chim ở dưới mà không biết nó không xuống à. Không xuống đấu à. Nó ở cây sung nhà mình nha bạn nhé. Cây sung quả chín rất là nhiều luôn. Đây, chín đỏ rực hết cả cây. Mình có treo con mà trắng ở dưới gốc rồi. Mà nó không xuống đấu rồi. Con này ở đây suốt sáng ít nhiều sung chín thật. Đâu rồi, mình xem nó đâu rồi. Đây rồi. Hót dã luôn. Giọng to con này chim già. Đuôi bị cụt anh em ạ, chim sống. Ngó nghiêng, kinh nhục. Nó không được chịu đấu mồi. Ai à, ra động mái rồi. Xuống đấu rồi, xuống đấu rồi. Xuống đấu với con mà trắng của mình rồi. Cái thế mình cho vào lồng bẫy con ma trắng vào lồng bẫy luôn. Giọng rất to luôn. Xuống rồi. Đâu rồi. Đây, giật nó quay ra nghe xem. Đấu rất ác luôn. Chim cụt đuôi anh em nhé, chim sống. Bộ to này, bộ to. Phải cho vào lồng bẫy mới bắt được con này. Đuôi cụt nha anh em nhé. Anh em nào gần chắc là sống rồi. Nó lại bay đâu. Ơ à, đã đỉnh long rồi, đỉnh long rồi. Đâu rồi, vừa thấy đỉnh long mà. À đây đây. Đây đây, đỉnh long rồi. Đỉnh long đấu mồi rồi. Giọng mà mầm luôn này. Giọng con này rất tốt đấy. Nhưng mà vừa nãy mình nghe thêm một âm mái. Đâu rồi. Nó đỉnh lòng luôn này, bám lòng rồi. Bám trên đỉnh nóc lòng rồi. Bám trên đỉnh nóc lòng rồi anh em nhé. Đây lại đây rồi. Hoặc giọng choang nổ chuông chuông. Chim sống. Ok. Này phải cho lồng bẫy không? Đi bẫy rồi anh em ạ. Dọa con ma trắng này kéo tí sợ. Úi, giọng nổ choang choang luôn. Cụt đuôi anh em nhé. Im thít rồi. Ok, để giờ mình đi lấy cái lồng bẫy nhé.